Hello my friend, welcome back to my channel. I'm learning to speak English, so I need you for subtitle. Thank you, my man. Today I'm going to show how to DIY Ampli Telephone DC user TDA 7057 by CRT television TCL. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn độ chế một cái một cái mạch âm ly 12V sử dụng cái TV TCL các bạn nhé. Và thì đây là cái phần IC công suất chúng ta cần độ chế này các bạn này. Thì trước khi độ chế thì sẽ cho các bạn xem qua sơ đồ nhé, em nói các bạn nhé. Ok, chân 1 của chúng ta thì sẽ là chân nguồn các bạn nhé. Chân thứ 2 thì sẽ là bỏ NC. Chân thứ 3 của chúng ta thì sẽ là chân đường vào input này. Chân số 4 thì là chân nguồn các bạn nhé. Chân số 5 thì là sẽ là đường input vào của đường nhạc. Thì nó sẽ có hai đường nhạc các bạn nhé, CTA 1 và 2, R và L. Chân số 6 của chúng ta thì sẽ là mát các bạn nhé. Chân số 7 thì sẽ có một con điện trường 100K nối về thẳng chân 7. Chân số 8 của chúng ta thì sẽ là chân ra loa các bạn nhé, ra loa dương. Và chân số 10 của chúng ta thì sẽ là chân ra âm. Chân số 9 thì bỏ các bạn nhé. Chân số 9 mát, chân 12 mát. Chân số 11 của chúng ta thì sẽ là đường mát của một chiếc loa nữa các bạn nhé. Và chân số 13 thì sẽ là dương loa, thì nó sẽ có loa trái, loa phải, red, right. Ok, one VCC, VCC input, free thì reverb, one, two reverb, free music. Music in for VCC. Fire input. Ok, thì các bạn nào quan sát ở trên sơ đồ nhé. Về tiếng Anh thì mình 3 kỳ mới được 9 phẩy nên là nó hơi bập bập. Thì các bạn nào quan sát trên sơ đồ. Rồi thôi, okay, chúng ta sẽ thực hành trên cái main này các bạn nhé. Do follow me. Thì các bạn sử dụng cho mình cái cưa này. Chúng ta sẽ cắt mạch ra nhé. Rồi thôi, okay, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì trước tiên thì các bạn sẽ xem sơ qua cái mặt trên nó, xem nó có bị mạch mới có bị gãy kia không các bạn nhé. Và thì chúng ta sẽ tiến hành đấu nối. Đấy thì mình sẽ sử dụng nguồn máy tính nha các bạn, nguồn máy tính truyền thống các bạn nhé, 12V này các bạn này. 12V dây vàng các bạn nhé. Thì sẽ cấp nguồn cho nó. VCC input. Thì dây nguồn của chúng ta thì sẽ là dây vàng các bạn nhé. Zero VCC. Ok, và thì chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 1 và chân số 4 các bạn nhé. Thì mình sẽ cấp nguồn cho nó này. VCC 1 and 1 and 4.
mát này các bạn này, gần này đi. Còn ở đây thì sẽ là dây đen nhá. Black. Ok, như vậy là mình đã cấp nguồn xong cho nó này các bạn này. Và thì tiếp theo thì sẽ chúng ta sẽ cho cái mạch S tan bi nó hoạt động đồng các bạn nhé. S thì các bạn sử dụng một đoạn dây này, mình sẽ sử dụng một đoạn dây để nối vào chân số 7 nhé, qua con điện tử nối vào chân số 7 7. Resistor 100 cây in 7. Và thì các bạn dùng sợi dây cấp nguồn từ 12V sang các bạn nhé. Ok. Và thì mình sẽ cắt đoạn dây nó ngắn đi các bạn nhé. Ok, và thì đã có nguồn và có chân cho mạch stand bin hoạt động quan nhé. Thì chúng ta sẽ câu dây ra loa các bạn nhé. Loa thì mình sẽ sử dụng chiếc loa này các bạn này. Ok, chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 8 và chân số 10 các bạn nhé. Thì mình sẽ câu luôn trên cái rắc ra loa. Tiếp nữa thì sẽ là chân số 11 và chân số 13. Input vào thì sẽ là chân số 3 và chân số 5 các bạn nhé, tức là đường nhà vào. Đây thì mình sẽ sử dụng cái bo tự chế này, Music DIY. Ok thì mình sẽ cắm điện và thì sẽ test thử các bạn nhé. Và thì cái đường input vào này các bạn này. Quay đến cái loa cho bạn quan sát nhé. Input vào này. Ok, và thì mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc và thì chúng ta sẽ test thử đoạn nhạc các bạn nhé. Rồi thống kê mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, và thì mình sẽ dùng nguồn nhạc từ trước máy tính sang và là nguồn nhạc không bản quyền các bạn nhé. Music no copyright. Và thì mình sẽ cắm nguồn nhạc và play cho nó chạy các bạn nhé. 23, she left her body in Harvard.
Ok, chúng ta có thể hạn chế bé ở đây này, ở trên nó volume. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven, I found my bones. And gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Rồi ok, mình sẽ thử đoạn thôi các bạn nha. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn nút like. Và đối với bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Goodbye, see you again.